Sáng nay 29 tháng 3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Tập đoàn Sumitomo là một trong những tập đoàn đầu tư và thương mại lớn tại Nhật Bản và thuộc danh sách 500 công ty tập đoàn hàng đầu thế giới được tạp chí Fortune xếp hạng Fortune Global 500 Tại Đà Nẵng, tập đoàn Sumitomo cũng đã nhiều lần đến tìm hiểu xúc tiến đầu tư. Tại diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn Sumitomo Corporation Việt Nam và tập đoàn BRG nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư, đồng góp ý tưởng vào các quy hoạch phương khu liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng, các dự án về cảng biển, khu công nghiệp, đô thị cảng và logistics sau cảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ông takishi noguchi giám đốc điều hành cấp cao sumitomo nhật bản tổng giám đốc bộ phận kinh doanh hạ tầng xã hội sumitomo nhật bản đã giới thiệu với đoàn về tổng thể hoạt động của tập đoàn sumitomo cùng các hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại việt nam và định hướng đầu tư vào thành phố đà nẵng trên năm lĩnh vực đã ký kết với thành phố trong đó trọng điểm là quan tâm đến việc đầu tư kinh doanh khai thác cảng liên chiểu theo quy hoạch của thành phố Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tập đoàn Sumitomo đối với đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Về chủ trương kêu gọi đầu tư kinh doanh khai thác cảng biển Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy nêu rõ quan điểm mới nhất của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là kêu gọi đầu tư tổng thể một lần toàn bộ dự án, trong đó có phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Việc kêu gọi đầu tư tổng thể một lần toàn bộ dự án sẽ có các ưu điểm sau, khắc phục được việc đầu tư phân tán nhỏ lẻ, có nhiều nhà đầu tư, nhiều bộ máy quản lý điều phối sử dụng hết công suất của các bến với nhau, liên kết hỗ trợ cầu bến, kho bãi, thiết bị, tiếp nhận nhiều tàu cập bến cảng cùng một thời điểm. Thủ tục lập chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư cho toàn bộ dự án được thực hiện một lần sẽ rút ngắn thời gian. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thu hút được các nhà đầu tư lớn có thế mạnh ở các lĩnh vực liên quan đến quá trình đầu tư, khai thác cả liên kết, hình thành tổ hợp đầu tư với đầy đủ các thế mạnh cùng hợp tác đầu tư, khai thác, đảm bảo tập trung nguồn lực trong đầu tư, đồng bộ trong khai thác, tối ưu hiện đại hóa công tác quản trị, điều hành khai thác cảng nhằm đảm bảo việc xây dựng cảng Liên Chiểu đúng với định hướng quy hoạch là cảng cửa ngõ quốc tế khu vực theo quy hoạch là loại huộc và sẽ là cảng loại đặc biệt trong tương lai. Nhà đầu tư chủ động trong việc quyết định đầu tư theo từng giai đoạn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo để nhanh tiến độ đầu tư phần xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung song song với việc tích cực phối hợp với bộ ngành trung ương để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo chủ trương nêu trên để đảm bảo tiến độ đưa bến cảng liên chiểu vào khai thác đã ứng tiến độ phát huy hiệu quả hạ tầng dùng chung đang được triển khai đầu tư xây dựng đây là dự án có quy mô lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong tương lai do vậy thành phố mong muốn tập đoàn tiếp tục nghiên cứu và tham gia đầu tư dự án trong thời gian đến trên nguyên tắc hết sức bình đẳng giữa các nhà đầu tư cùng hay đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và lợi ích của thành phố. Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu đầu tư của tập đoàn tại Đà Nẵng.